Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc đã thông qua 23 công ty để vận chuyển trái phép qua biên giới 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 106.730 tỷ đồng. Theo cáo trạng mà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành hồi tháng 7, trong 10 năm từ năm 2012 đến năm 2022, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty, trong đó 12 công ty tại Việt Nam và 11 công ty tổ chức nước ngoài để chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Trong đó, 21 công ty đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định, tổng cộng 1,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 35.360 tỷ đồng, và thực hiện 152 giao dịch nhận tiền từ nước ngoài về, tổng 3 tỷ đô la Mỹ, tương đương 71.360 tỷ đồng. Tổng số tiền bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới là 4,5 tỷ đô la Mỹ. Quá trình điều tra, bà Trương Mỹ Lan khai khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài về Việt Nam sẽ giao Trịnh Quang Công, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Acumen, phối hợp Nguyễn Phương Anh, cựu Phó Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, Chiêu Binh Kiung Kenneth, quốc tịch Vương quốc Anh và Bắc Ireland, được bà Trương Mỹ Lan giao quản lý các công ty ở nước ngoài, đồng thời là người đại diện pháp luật của công ty Villeland Việt Nam. Họ sẽ lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và các công ty tổ chức nước ngoài. Đây đều là công ty ma thuộc sự quản lý điều hành của các cá nhân ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Thông qua các hợp đồng khống này, tiền sẽ chuyển đi và về qua hệ thống ngân hàng SCB. Bà Trương Mỹ Lan tiếp tục chỉ đạo các cá nhân thuộc Vạn Thịnh Phát phối hợp SCB thực hiện chuyển và nhận tiền quốc tế. Cơ quan điều tra cáo buộc đa số hồ sơ giấy tờ thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài đều không đủ điều kiện. Các giao dịch nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam thiếu trưởng thông tin về chuyển tiền, bị hệ thống tự động khóa, nhưng các cá nhân có thẩm quyền tại SCB như Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, Chen Duy Trung, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB, Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB, Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, vẫn duyệt cho chuyển tiền trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế. Để vận chuyển 4,5 tỷ đô la Mỹ trái phép qua biên giới, bà Trương Mỹ Lan được hàng loạt người giúp sức. Trong đó, Trương Khánh Hoàng bị cáo buộc từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022, đã ký duyệt 38 lệnh chuyển tiền ra nước ngoài tổng 929 triệu đô la Mỹ, tương đương 21.810 tỷ đồng, và 106 giao dịch nhận tiền từ nước ngoài về tổng 1,9 tỷ đô la Mỹ, tương đương 47.392 tỷ đồng. Các giao dịch này đều thông qua hợp đồng khống. Các lệnh chuyển tiền ra nước ngoài do Trương Khánh Hoàng ký đều không đủ điều kiện chuyển tiền, như thiếu văn bản xác nhận của công ty tại Việt Nam về việc công ty nước ngoài sở hữu cổ phần theo hợp đồng chuyển nhượng, chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự của người đại diện công ty nước ngoài đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần giữa công ty tại Việt Nam và công ty nước ngoài, chứng từ thể hiện công ty ở nước ngoài đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước Việt Nam. Các giao dịch chuyển tiền từ nước ngoài về dù thiếu trưởng thông tin về mục đích chuyển tiền, bị hệ thống tự động khóa, nhưng Trương Khánh Hoàng vẫn duyệt mở khóa trên hệ thống để hạch toán vào tài khoản của khách hàng nhận tiền. Ông Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, bị cáo buộc từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 7 năm 2020 đã ký duyệt 20 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài tổng 516 triệu đô la Mỹ, tương đương 11.998 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng khống. Ông Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, bị cáo buộc trong 10 tháng từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2020 đã ký duyệt 6 lệnh chuyển tiền ra nước ngoài 30 triệu đô la Mỹ, tương đương 712.000 tỷ đồng thông qua hợp đồng khống. Nguyễn Phương Anh được giao trực tiếp quản lý 3 công ty chuyển tiền ra nước ngoài gồm Blue Pearl, Sài Gòn Peninsula và Interview.
thực hiện chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 8 năm 2022. Nguyễn Phương Anh đã phối hợp với Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc SCB, đã qua đời. Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB, lập các hợp đồng khống cho 3 công ty nhận về Việt Nam 35 triệu đô la Mỹ, tương đương 802 tỷ đồng, và chuyển ra nước ngoài 56 triệu đô la Mỹ, tương đương 1.335 tỷ đồng. Trong đó riêng Nguyễn Phương Anh bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới tổng 91 triệu đô la Mỹ, tương đương 2.138 tỷ đồng. Trịnh Quang Công được Trương Khánh Hoàng giao theo dõi quản lý việc chuyển tiền, nhận tiền từ nước ngoài chuyển về của 7 công ty gồm Golden Hill, Vinland, Capital Land Tower, Chetwin, Elon, Đông Sài Gòn, Thành Hiểu. Từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 10 năm 2022, Trịnh Quang Công bị cáo buộc cùng đồng phạm chuyển ra nước ngoài 1,444 tỷ đô la Mỹ, tương đương 33.547 tỷ đồng và nhận từ nước ngoài về 1,449 tỷ đô la Mỹ, tương đương 34.629 tỷ đồng theo các hợp đồng khống. Tổng số tiền Công bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới là 2,89 tỷ đô la Mỹ, tương đương 68.177 tỷ đồng. Giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền qua biên giới còn có Tô Thị Anh Đào, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Nguyễn Vũ Anh Thi, Tổng Giám đốc VIPD và Nguyễn Hữu Hiệu, Phó Tổng Giám đốc Công ty An Đông. Đặc biệt, hai người nước ngoài là Chen Zichung, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB, quốc tịch Hồng Kông, Trung Quốc và Chiu Binh Kyung Kenneth, quốc tịch Anh và Bắc Ireland, quản lý 11 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xuất cảnh trước khi bị phát hiện giúp bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép 50.000 tỷ đồng qua biên giới. Hai bị can này đang bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an truy nã. Ngoài hành vi vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ qua biên giới, bà Trương Mỹ Lan và ba đồng phạm Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Acumen, Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB còn bị đề nghị truy tố thêm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền. Vào ngày 19 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong vòng một tháng do bà Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa. Ở phiên tòa này, bà Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can hầu tòa với các tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tòa án sẽ xét xử vắng mặt 35.824 bị hại, nhưng vẫn sẽ đảm bảo quyền lợi cho những người này. Bà Trương Mỹ Lan phải khắc phục hậu quả gần 700.000 tỷ đồng. Tại phiên tòa xét xử giai đoạn 1 của vụ án diễn ra hồi tháng 3, bà Trương Mỹ Lan bị Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 20 năm về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Hội đồng xét xử xác định bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB hơn 677.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả nên chỉ còn bồi thường hơn 673.800 tỷ đồng. Hội đồng xét xử nhận định, dù không quản lý điều hành trực tiếp, nhưng bị cáo Trương Mỹ Lan có vai trò cao nhất, có quyền quyết định toàn bộ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Từ đó, bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng SCB như công cụ tài chính, huy động vốn từ các tổ chức cá nhân, rồi sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lập hồ sơ vay khống, nâng giá trị tài sản đảm bảo, đưa tài sản không đủ pháp lý, rút tài sản có giá trị lớn, hoán đổi bằng tài sản có giá trị thấp hơn để rút tiền từ SCB. Viện Kiểm sát nêu quan điểm có đủ căn cứ xác định từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 17 tháng 10 năm 2022. Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền đặc biệt lớn 677.286 tỷ đồng. Đây chính là hậu quả thiệt hại của vụ án do hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan gây ra. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo không hợp tác khai báo, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong xã hội.
bà Trương Mỹ Lan là bị cáo duy nhất trong vụ án này bị tuyên phạt tử hình. Bà Trương Mỹ Lan ăn năn hối cải. Theo cáo trạng, công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bà Trương Mỹ Lan thành lập. Bà Trương Mỹ Lan nắm giữ 60% cổ phần và làm chủ tịch hội đồng quản trị từ năm 1992. Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại ngân hàng SCB, công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt. Qua đó, bà Trương Mỹ Lan thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này. Cáo trạng xác định, từ năm 2018 đến năm 2020, bà Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, sử dụng 4 công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Secha phát hành 25 mã trái phiếu khống. Tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu, huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư. Qua đó, bà Trương Mỹ Lan thu về tổng số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Đối với hành vi rửa tiền, bà Trương Mỹ Lan và 8 đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỷ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu. Về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cáo trạng nêu trong 10 năm từ năm 2012 đến năm 2022, công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty, trong đó 12 công ty tại Việt Nam và 11 công ty tổ chức nước ngoài để chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Tổng số tiền bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới là 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 106.730 tỷ đồng. Nếu như ở giai đoạn 1 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị cho là không thành khẩn khai báo, thì tại giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan được cơ quan điều tra đánh giá là có chuyển biến về nhận thức và có ý thức pháp luật, ăn năn hối cải, chủ động khắc phục một phần hậu quả, bồi thường thiệt hại cho trái chủ. Ngày 19 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc phát hành trái phiếu xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan. Trong vụ án này, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Kết quả điều tra cho thấy, bà Trương Mỹ Lan là người đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu của các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát và chỉ đạo cấp dưới phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại các công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Secha không đúng quy định của pháp luật để chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỷ đồng của 35.824 người bị hại. Bị cáo Trương Mỹ Lan xin chịu trách nhiệm về sai phạm của mình và chịu trách nhiệm trả nợ trái phiếu cho các trái chủ bằng hình thức sử dụng toàn bộ tiền tài sản mà bà Trương Mỹ Lan đã bị kê biên phong tỏa, ngăn chặn, thu giữ và toàn bộ các khoản tiền tài sản mà Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên các cá nhân tổ chức phải trả lại hoặc bồi thường cho bà Trương Mỹ Lan để ưu tiên thanh toán nợ và lãi trái phiếu cho các trái chủ. Nếu như ở giai đoạn 1 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị cho là không thành khẩn khai báo, thì tại giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đánh giá là có chuyển biến về nhận thức và ý thức pháp luật, ăn năn hối cải, chủ động khắc phục một phần hậu quả, bồi thường thiệt hại cho trái chủ. Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, bị cáo Trương Mỹ Lan bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên mức án chung là tử hình về các tội đưa hối lộ, tham ô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trước khi diễn ra phiên tòa vào ngày 19 tháng 9 tới đây, vấn đề được nhiều người quan tâm là quyền lợi chính đáng của những nhà đầu tư trái phiếu bị chiếm đoạt tài sản sẽ được giải quyết như thế nào khi bị cáo Trương Mỹ Lan bị áp dụng hình phạt cao nhất. Kết luận điều tra và cáo trạng đã chỉ ra rằng có rất nhiều tài sản của bà Trương Mỹ Lan hoặc có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan bị kê biên phong tỏa với giá trị quy đổi là hơn 12.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã kê biên các bất động sản khác có giá trị rất lớn của bị cáo Trương Mỹ Lan và những người có liên quan, cũng như phong tỏa, ngăn chặn giao dịch số tiền nằm trong tài khoản của các bị cáo và những người khác.
Bản án sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 cũng buộc nhiều cá nhân tổ chức có nghĩa vụ phải nộp lại hoặc hoàn trả cho bị cáo Trương Mỹ Lan tiền mặt và giá trị tài sản, tổng cộng khoảng 21.000 tỷ đồng. Cũng theo bản án sơ thẩm, các tài sản khoản tiền mà hội đồng xét xử xác định để khắc phục, đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án là bao gồm vụ án ở giai đoạn 1 và các vụ án của các giai đoạn tiếp theo. Ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu. Bên cạnh đó, còn có hàng trăm tỷ đồng được gia đình bà Trương Mỹ Lan cùng tập đoàn Vạn Thịnh Phát nộp để khắc phục thay cho bị cáo. Như vậy, những người bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 hoàn toàn có thể hy vọng về việc được đền bù thiệt hại. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.